Đến thời điểm này thì chúng ta đã vẽ được các biểu đồ nội lực rồi. Vẽ các biểu đồ nội lực. Moment vẽ được, lực cấp vẽ được, lực dọc vẽ được. Bây giờ chúng ta đi nốt cái nội dung còn lại là tính chuyển vị. Trong hệ siêu tính. Tính chuyển vị trong hệ siêu tính. Thì chúng ta tính chuyển vị trong hệ siêu tính như thế nào? Thì khi mà các em học ở cái phần tính chuyển vị ấy, đưa ra công thức tính chuyển vị đấy, hay là cái công thức có tên là Maxwell-Moore đấy. Maxwell-Moore đấy. Đấy. Thì khi mà học cái nội dung tính chuyển vị này, học cái công thức này, thì người ta có nói là các công thức này là công thức chung để tính chuyển vị cho cả hệ tính định và cho cả hệ siêu tính. Đấy. Như vậy là cái nội dung tính chuyển vị đấy là chúng ta đã học cho cả hệ tính định và hệ siêu tính rồi. Và như vậy là nội dung tính chuyển vị trong hệ siêu tính là nội dung chúng ta đã học rồi. Đã học rồi. Rồi, không biết cái mục này là mục bao nhiêu đấy. Thì các em ghi là tính chuyển vị nhá. Tính chuyển vị. Một. Cách một. Sử dụng công thức tính chuyển vị. Đã học để tính. Thiệt là không có cái gì mới cả nha. Rồi nhắc lại một chút này, nhắc lại một chút này, thì chúng ta phải có, ta phải có trạng thái M và trạng thái K, trạng thái K để tính ra chuyển vị. Và khi mà chúng ta thực hiện phương pháp lực đấy thì là chúng ta tính chuyển vị rất là nhiều rồi. Thì bây giờ tính chuyển vị này nó cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta lấy một cái ví dụ nhé. Ví dụ cho hệ trong một cái hệ như thế này siêu tính bậc 2 đi, hai bậc siêu tính chiều là trạng tác dụng Q này. Đấy, chịu tác dụng V này. Đấy, yêu cầu tính chuyển vị ngang tại A, X, A và chuyển vị xoay tại A. A là cái nút này. Đấy, thì chúng ta sẽ tính chuyển vị này như thế nào. Thì chúng ta tính hoàn toàn như là cái tính đối với hệ tính định thôi. Thì chúng ta có trạng thái M này. Trạng thái M là trạng thái thực của hệ chứa tất cả các nguyên nhân gây ra chuyển vị. Thì cái đề bài này là chính là trạng thái M. Rồi. Chúng ta phải có trạng thái K. Trạng thái K chứa vị trí, phương, chiều của chuyển vị cần tìm. Nha. Thì đầu tiên là chúng ta đi tính. Tính XA, tức là chuyển vị ngang tại A đấy. Chuyển vị ngang tại A. Thì chúng ta có trạng thái K như sau.
chẳng hạn cả. Muốn tính chuyển vị ngang tại A thì chúng ta sẽ đặt một lực PK bằng 1. Tại A, muốn tính chuyển vị ngang thì đặt PK bằng 1 theo phương ngang. Ở chiều thì tùy ý. Đấy, thì đây là trạng thái K. Cho cái tính chuyển vị XA. Nhà mỗi cái chuyển vị thì lại có một trạng thái K khác nhau. Trạng thái M thì chung. Còn trạng thái K thì tính chuyển vị nào là có trạng thái K tương ứng với cái chuyển vị đấy. Rồi. Có trạng thái K rồi thì chúng ta sẽ suy ra biểu đồ M ngang K. N ngang K. V ngang K. Đấy. Từ trạng thái M. Trạng thái M là trạng thái thực của hệ. Thì chúng ta cũng vẽ được ra biểu đồ moment, biểu đồ lực cắt, biểu đồ lực dòng. Vẽ bằng cách nào? Thì đây là hệ siêu tĩnh. Cái hệ này, nó là hệ siêu tĩnh. Muốn vẽ thì chúng ta phải dùng phương pháp lực. Đấy. Thì trước khi mà học phương pháp lực thì chúng ta chưa tính được chuyển vị trong hệ siêu tĩnh. Bởi vì chúng ta không vẽ được các biểu đồ này. Chưa vẽ được các biểu đồ này. Đấy. Còn nếu mà vẽ được rồi thì nội dung không có gì mới cả. Nội dung không có gì mới cả, chúng ta vẫn tính như là đối với cách tính giống hệt như đối với hệ tính định bình thường. Đấy, nó chỉ khác mỗi cái là dùng phương pháp lực để vẽ ra cái này. Rồi, kể cả trạng thái K cũng vậy. Trạng thái K cũng vậy. Thì trong trạng thái K nó có một lực tác dụng thôi, nhưng hệ nó cũng là hệ siêu tính. Hệ này này, nó cũng là hệ siêu tính. Mà là hệ siêu tính rồi thì bây giờ chúng ta cũng chỉ có mỗi phương pháp lực để giải quyết thôi. Đấy, thì lại phải dùng phương pháp lực để vẽ ra các biểu đồ và chúng ta suy ra XA này bằng delta K M này. Đấy, này chỉ chịu tải trọng thôi thì chúng ta nhân biểu đồ M này nhân với M ngang K này cộng với Q này nhân với Q ngang K này cộng với N này nhân với N ngang K. Thế là xong rồi. Cách làm không có cái gì, không có gì mới cả. Đấy, thì các em vẽ các biểu đồ đấy ra. Và các em nhân biểu đồ là xong. Rồi tính phi A thì cũng tương tự như vậy. Tính phi A thì làm thế nào? Thì phi A thì từ trạng thái M ra mấy cái biểu đồ này thì vẫn thế này. Mấy cái biểu đồ này thì không có gì thay đổi này. Đấy, dùng chung này. Mấy cái biểu đồ này chỉ cần làm một lần thôi. Rồi, nhưng trạng thái K trong trường hợp mà tính phi A thì trạng thái K nó lại khác. Nó lại không phải cái này. Thì chúng ta lại phải làm thế nào? Lại phải thiết lập một cái trạng thái K mới. Bỏ cái trạng thái K này đi. Trạng thái K mới. Muốn tính chuyển vị xoay thì phải đặt PK bằng 1 dưới dạng 1 moment tập trung. Chúng ta đặt một cái MK bằng 1 như thế này. Đây, thì trạng thái K mới trong trường hợp tính phi A là nó là cái này. Rồi, có được cái trạng thái K này rồi, chúng ta lại vẽ các cái biểu đồ M ngang K, N ngang K, Q ngang K tương ứng với trạng thái K đấy. Sau đấy lại nhân với mấy cái biểu đồ phía dưới này này. Đấy là chúng ta tính ra phi A. Rồi, nghe thì nó dễ, nghe thì nó không có cái gì mới cả. Vẫn là cái cách mà chúng ta đã quen thuộc khi tính chuyển vị. Tuy nhiên là có một cái vấn đề này. Từ cái trạng thái M mà để vẽ ra mấy cái biểu đồ này thì không nói làm gì rồi, bắt buộc và chúng ta phải dùng phương pháp lực để chúng ta vẽ rồi. Tuy nhiên là cái trạng thái K này này, trên hệ nó có mỗi một cái lực tác dụng thôi. Mà chúng ta lại cũng phải dùng phương pháp lực một lần nữa. Đã phải dùng một lần nữa. Để làm ví dụ như bài này hai ạ. Đấy thì chúng ta lại viết phương trình chính tắc. Đấy, viết phương trình chính tắc, lại vẽ từng cái biểu đồ đơn vị tương ứng, xong rồi lại nhân biểu đồ rồi giải hệ phương trình chính tắc, tính một thôi một hồi mới ra được mấy cái biểu đồ M ngang K, N ngang K, Q ngang K. Như vậy thì khối lượng tính toán rất là dài. Phải áp dụng mấy lần phương pháp lực liền, rất là dài.
Như vậy là cái cách này thì là không có cái gì phải bàn cả, rất là dễ áp dụng và rất là quen thuộc. Tuy nhiên nó khá là dài. Vậy có cái cách nào nó tốt hơn, nhanh hơn, dễ hơn không? Đó, chúng ta chuyển qua cách số 2. Cách số 2 mới là cái cách mà chúng ta hay áp dụng đấy. Nếu áp dụng cái cách số 1 này thì hầu như là không áp dụng. Trừ khi mà chúng ta tính toán bằng máy tính thì chúng ta mới áp dụng thôi. Còn chúng ta tính toán bằng tay thì chúng ta áp dụng cái cách số 2. Cách 2 thì lý luận của nó rất là đơn giản thế này này. Ta có hệ cơ bản làm việc tương đương hệ siêu tính. Vì vậy, thay vì tính chuyển vị trong hệ siêu tính, ta tính chuyển vị tương ứng trong hệ cơ bản. Thì cái này thì cũng rất là dễ hiểu thôi. Thì trước đây chúng ta đã lập luận là hệ cơ bản làm việc giống hệt hệ siêu tính. Như vậy nội lực của hệ cơ bản giống hệt hệ siêu tính, nội lực thì giống hệt rồi, chuyển vị nó cũng giống hệt luôn. Vì vậy thay vì tính chuyển vị trong hệ siêu tính thì chúng ta tính chuyển vị trong hệ cơ bản thì kết quả nó cũng như nhau thôi. Lấy ví dụ của bài trước này, dẫn bài trước nha. Này, hệ này siêu tính hai ẩn này. Đây là hệ siêu tính. Thì chúng ta có hệ cơ bản này. Hệ cơ bản. Chẳng hạn tôi bỏ hai cái liên kết ở đây đi, tôi thêm x1, thêm x2 vào đây. Đây là P, đây là Q. Đây là hệ cơ bản. Rồi, có người không thích hệ cơ bản đấy, có thể chọn hệ cơ bản khác. Có rất nhiều hệ cơ bản, còn vô số hệ cơ bản. Số lượng hệ cơ bản là vô số, không bao giờ hết. Đấy, có thể loại bỏ đi ở đây hai liên kết, cho nó trở thành liên kết 2 đi. Bỏ cái ngàn này đi, chuyển về liên kết 2. Hai cái liên kết ở đây thì vẫn giữ nguyên. Ở đây bỏ đi thành phần ngang thì phải thêm x1 theo phương ngang. Bỏ đi thành phần xoay thì phải thêm x2 là moment. Đấy. Đặt tên cái này là hệ cơ bản 1 đi, đây là hệ cơ bản 2. Đây A1 đi, đây là A2 đi. Nó dễ gọn. Thì rõ ràng là chuyển vị ngang tại A và chuyển vị ngang tại A1 và chuyển vị ngang tại A2 là như nhau. Đấy. Như vậy thay vì tính chuyển vị ngang tại A, ta đi tính chuyển vị ngang tại A1 cũng được. Mà tính chuyển vị ngang tại A2 cũng được. Rồi, hoặc là chuyển vị ngang tại A của một cái hệ cơ bản bất kỳ nào đấy. Đều được. Đều như nhau cả. Tất cả các hệ cơ bản đều giống làm việc, giống hệt nhau. Và giống hệt hệ siêu tính ban đầu. Đấy, giống hệt nhau. Các cái này là tương đương nhau hết. Rồi. Rồi, như vậy thì nếu mà tính chuyển vị trong hệ cơ bản thì nó có lợi gì? Có lợi gì? Thì đối với bài này nhá, chẳng hạn như chúng ta tính xa nhá, thì chúng ta có xa thì bằng xa 1 đi nhá, cũng bằng xa 2 luôn nhá. Thay vì tính chuyển vị tại hệ siêu tính, chúng ta tính hệ siêu tính chuyển vị tại hệ cơ bản 1 nhá. Hệ cơ bản 1 thì chúng ta cũng có này, cũng phải có trạng thái m, trạng thái M là trạng thái gì? Nếu mà chúng ta nếu tính x1 thì trạng thái M là cái hệ này. Trạng thái M chính là cái hệ này.
nguyên vẹn cái hệ này là trạng thái M chứa tất cả các nguyên nhân gây ra chuyển vị. Thì ngoài các nguyên nhân giống hệ sự tĩnh này, nó có lực phân bố này, nó có lực tập trung này, lực tập trung này, lực phân bố này, thì nó còn có thêm cả x1 và x2 nữa. Đấy, nguyên nhân nó lại tăng lên. Rồi. Thì chúng ta sẽ suy ra biểu đồ M này, biểu đồ Q này, và biểu đồ N này. Đấy, muốn tính được, muốn vẽ được biểu đồ moment, biểu đồ lực cắt, biểu đồ lực dọc, thì chúng ta phải tính được x1 và tính được x2. Nhá. Thì tính x1 và tính x2 thì chúng ta tính bằng cách nào? Thì dùng phương pháp lực. Nhá. Thì dùng phương pháp lực. Như vậy là ở cái phần mà trạng thái M thì nó cũng giống như là hệ siêu tĩnh. Vẫn phải dùng phương pháp lực để làm. Như vậy là cái phần này là giống hệt. Giống hệt như là cái cách 1. Nhá. Phần này không được cái lợi lộc gì cả. Nhá. Rồi. Tuy nhiên là chúng ta được lợi ở cái phần tiếp theo này. Trạng thái K. Trạng thái K bây giờ chúng ta không cần phải thiết lập trạng thái K trên cái hệ siêu tĩnh ban đầu nữa, mà chúng ta thiết lập trên cái hệ cơ bản 1. Chỉ cần thiết lập trên hệ cơ bản thôi, không cần phải thiết lập trên hệ ban đầu, thì đến cái nội dung này thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Các em thấy này, trạng thái K này. Chẳng hạn theo hệ cơ bản 1 nha, thì lúc này bỏ hết tất cả các lực đi thì nó còn mỗi cái công suất này, nó là hệ tĩnh đích này. Đấy, rồi PK 1 đặt vào đây. Đấy chính là trạng thái K. Thì rõ ràng lúc này trạng thái K nó dễ hơn rất nhiều so với cái trạng thái K ở cái cách 1. Cái cách 1 là hệ vẫn siêu tĩnh này. Hệ vẫn siêu tĩnh này. Đấy, vẫn siêu tĩnh. Và chúng ta phải dùng phương pháp lực để chúng ta vẽ ra biểu đồ M ngang K. Còn đối với cái trạng thái K trong hệ cơ bản như thế này, thì đây là hệ tĩnh định. Chúng ta không cần phải dùng phương pháp lực, chúng ta vẽ ngay được. Ví dụ đây vẽ ngay được biểu đồ moment này. M ngang K vẽ được luôn. Đấy, như vậy là ở cái phần này nó đơn giản hơn rất nhiều. Đấy, thay vì lại phải dùng phương pháp lực cho một bài toán hai ẩn một lần nữa. Thì bây giờ là chúng ta có thể vẽ ngay được các biểu đồ nội lực trong hệ cơ bản. Vì thường thường hệ cơ bản của chúng ta chọn là hệ cơ bản là tĩnh định. Cho nên là chúng ta dùng kiến thức của kiến cơ 1, chúng ta vẽ ngay được các biểu đồ nội lực. Và như vậy thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Hay tính toán theo cách số 2 đơn giản hơn rất nhiều ở cái phần trạng thái K. Còn cái phần trạng thái M thì nó vẫn giống hệt. Hệt thôi, không có cái gì khác cả. Rồi, và chúng ta ghi một câu để kết thúc cái phần này. Đã ghi nhá. Trạng thái K trong dấu nháy, trạng thái K chỉ cần thiết lập trên một hệ cơ bản bất kỳ, trên một hệ cơ bản bất kỳ. Đấy, ví dụ như đây này, thiết lập trên hệ cơ bản 1 cũng được, này thiết lập trên hệ cơ bản 2 cũng được, một hệ cơ bản nào đấy khác cũng được, thì tất cả các hệ cơ bản là nó làm việc tương đương nhau hết. Hay càng thiết lập trên một hệ cơ bản bất kỳ. Đóng vào ngoặc này. Cái này là câu nhấn mạnh thôi. Nhấn mạnh lại cái ý vừa rồi. Trên một hệ cơ bản bất kỳ. Đóng vào ngoặc nha. Không nhất thiết phải giống với hệ cơ bản. Không nhất thiết phải giống với hệ cơ bản. Khi dùng để vẽ biểu đồ moment M. Tức là khi ở trạng thái M này này, đấy là chúng ta phải dùng một hệ cơ bản để chúng ta làm phương pháp lực rồi. Thì đến khi mà tính chuyển vị thì chúng ta không nhất thiết phải dùng cái hệ cơ bản giống như ở cái phần trên. Có thể phần trên này này, chúng ta dùng một hệ cơ bản khác. Đến dưới này chúng ta lại dùng một hệ cơ bản khác. Đến dưới này chúng ta chọn cái hệ cơ bản nào đấy thì chúng ta vẽ cho nó càng nhanh càng tốt, càng dễ càng tốt. Nha.
Rồi, đấy là nội dung tính chuyển vị trong hệ sự tích. Rồi, để thầy xem là có một cái ví dụ ngắn nào không để nói nhanh cho các em luôn nhé. Đây, ví dụ này, đây chính là cái bài tập mà hôm trước yêu cầu các em làm rồi đấy, các em đã từng làm rồi đấy. Đây, cái bài tập này này, thì các nội dung trước mà yêu cầu các em làm thì có vẽ biểu đồ moment rồi này, biểu đồ cắt, biểu đồ dập rồi này. Đấy, còn cái phần tính chuyển vị này là hôm trước là em chưa làm. Đấy, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm nốt nhá. Nào, đầu tiên thì chúng ta phải có trạng thái M. Trạng thái M nó chính là cái thực của hệ này này. Đấy, và chúng ta phải vẽ ra các cái biểu đồ. Nhá. Ở đây thì hệ này là hệ chịu tải trọng. Các thanh là chịu uốn. Cho nên là chúng ta bỏ qua biến dạng dập trục và biến dạng trượt. Và như vậy thì chúng ta chỉ tập trung vào cái biểu đồ moment thôi. Biểu đồ moment thôi. Nhá. Như vậy là phải vẽ cái biểu đồ moment này cho cái hệ này. Đấy. Thì cái biểu đồ moment này thì hôm trước chúng ta vẽ rồi. Chúng ta dùng phương có lực để chúng ta vẽ. Nhá, đi nhanh mấy cái bước mà vẽ ra cái biểu đồ này nhá. Bậc siêu tính là 2 này. Nhá. Chọn hệ cơ bản để làm này. Thì có rất nhiều cách chọn hệ cơ bản. Thì ở đây thầy chọn một cái cách hệ cơ bản là bỏ đi cái khớp này này. Bỏ đi cái khớp ở A này. Bỏ đi hai liên kết. Chính là cái liên kết khớp ở đây. Nhá. Đấy, thêm x1, x2 vào. Đấy, thì lúc này hệ của chúng ta nó sẽ tách ra thành hai phần độc lập. Hai phần độc lập. Đấy, vẽ cái biểu đồ khá là đơn giản. Rồi, vẽ một hồi. Nhớ không? Vẽ M ngang 1, M ngang 2, M0Q này. Sau đấy thì nhân biểu đồ này. Thì ra các hệ số này và số hạng tự do này. Nhớ không? Rồi, giải hệ phương trình chính tắc thì ra x1 và x2 này. Và cuối cùng là vẽ ra cái biểu đồ moment. Đấy. Vẽ ra cái biểu đồ moment. Đấy, các em có thể nhìn nhanh lại cái biểu đồ moment này để kiểm tra lại cái kết quả mà hôm trước mà các em đã làm. Nha, như vậy là chúng ta xong được cái moment, biểu đồ moment này. Thì cái này nó chính là cái biểu đồ moment M đấy, biểu đồ moment của trạng thái M đấy, là trạng thái thực của hệ đấy, nó là trạng thái thực của hệ nên đôi khi là chúng ta không biết cái chữ M nữa, nói chung là moment này thôi, nha. Có cái biểu đồ này rồi, thì bây giờ tính chuyển vị thì chúng ta chỉ việc lấy cái biểu đồ này nhân với biểu đồ M ngang cá là ra chuyển vị thôi, một cái delta KM nào đấy, bất kỳ một cái chuyển vị nào đấy, thì việc lấy hai cái biểu đồ này nhân với nhau là xong thôi, nha. Như vậy là tính chuyển vị nào thì chúng ta phải vẽ cái biểu đồ M ngang 2 tương ứng với cái tình huống đấy. Nào. Rồi, là cắt. Được rồi. Rồi, không cần. Đấy. Nào. Ở đây chúng ta tính chuyển vị thẳng đứng. Rồi, tính chuyển vị xoay. Và tính chuyển vị ngang. Đấy, thì với mỗi chuyển vị thì chúng ta... Nào. Chuyển vị thẳng đứng. À, xem lại đề bài xem nha, là nó hỏi tính những cái chuyển vị nào này. Đấy, chúng ta có cái tiết diện T này. Tiết diện T này. Chúng ta tính chuyển vị thẳng đứng tại T, tính chuyển vị xoay tại T và tính chuyển vị ngang tại A. Nha. Rồi, bắt đầu tính lần lượt nha.
tính chuyển vị thẳng đứng tại T thì chúng ta có trạng thái K là cái đỉnh đầu tiên này. Thì chúng ta chọn một cái hệ cơ bản. Đấy, thì thầy bây giờ thầy chọn hệ cơ bản như ở trên hình, trên màn hình. Hệ cơ bản này không giống với hệ cơ bản đã dùng để giải cái biểu đồ moment. Đấy. Ở các cái bước trên là dùng một hệ cơ bản khác. Bây giờ tính chuyển vị, thầy lại dùng một hệ cơ bản khác. Đây là hệ cơ bản này. Và bằng cách loại bỏ cái liên kết ở phần bên phải này. Đấy không? Và với hệ cơ bản như thế này thì đây là hệ tính định. Và chúng ta vẽ ngay được biểu đồ MGK. Đấy, chỉ có tra mỗi cái biểu đồ này thôi. Đấy, và sau đấy lấy cái biểu đồ này này. Nhân với cái biểu đồ này. Đấy, nhân với cái biểu đồ này. Là chúng ta sẽ ra được chuyển vị thẳng đứng tại T. Nha. Rồi, trường hợp chuyển vị xoay tại T. Chuyển vị xoay tại T. Đây, chuyển vị xoay tại T. Thì trạng thái K của nó là cái hình số 2 này. Đấy, thì có một cái moment đặt vào đây. Cũng vẽ ngay được biểu đồ mực ngang K. Nhân cái biểu đồ này với cái biểu đồ M ở trên. Thì chúng ta sẽ được chuyển vị xoay phi T. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ hai. Rồi bây giờ chuyển vị ngang tại A. A đây. À, chuyển vị ngang tại A. Thì trạng thái K của nó là đây. Lại chọn hệ cơ bản khác. À, tính chuyển vị đứng thẳng đứng tại T, chuyển vị xoay tại T, chọn một hệ cơ bản khác. Đến lúc mà tính chuyển vị ngang tại A thì lại chọn một hệ cơ bản khác. Đây là chọn hệ cơ bản này. Lại giống với cái hệ cơ bản mà lúc trước chúng ta đã dùng. À, chúng ta thấy cái chỗ nào tiện thì chúng ta dùng cái hệ cơ bản đấy. Nha. Rồi. Và sau khi có được hệ cơ bản này thì chúng ta cũng ra được mực ngang K. Nha. Tiếp tục lại nhân với cái biểu đồ M này. Nha. Thì chúng ta sẽ ra được cái chuyển vị cuối cùng. Các chuyển vị ngang tại A. Rồi. Và một điều cuối cùng nhắc với các em là sau khi tính chuyển vị xong là phải có kết luận. Kết luận là chuyển vị đi đâu và giá trị bằng bao nhiêu. Đấy, thì ở đây này, T này, chuyển vị xuống dưới này. Đấy, phải có cái chiều của nó. Tính ra là phải xem là nó xuống dưới hay nó lên trên. Nếu mà kết quả tính ra là dương thì chuyển vị nó cùng chiều với cái PK bằng 1. Nghĩa là các em lấy PK bằng 1 hướng xuống thì các em đã quy định chiều dương của nó là chiều hướng xuống. Đấy không? Còn nếu mà các em lấy hướng lên thì quy định chiều dương là hướng lên. Kết quả tính ra dương thì có nghĩa là chuyển vị cùng chiều với lực PK bằng 1. Và nếu kết quả là âm thì nó sẽ ngược chiều. Và đây là chúng ta tính ra kết quả là dương. Cho nên nó chuyển vị xuống dưới. Đấy, một lượng là cái giá trị mà chúng ta đã tính được ở trên. Nha. Rồi tiếp theo chuyển vị xoay của hết. Chuyển vị xoay thì kết luận là thuận chiều kim đồng hồ. Một lượng là bao nhiêu đấy? Đấy, thì phải có khối lượng. Phải có cái giá trị của chuyển vị. Và phải có cái chiều của nó. Nha. Rồi, chuyển vị A các bạn. A thì chuyển vị sang phải này. Một lượng là bao nhiêu đấy. Đấy, thì phải có cái kết luận này. Mới kết thúc được cái phần thì chuyển vị. Rồi, như vậy là chúng ta giải quyết xong cái phần tính chuyển vị trong hệ siêu linh. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái nội dung nữa, cái nội dung sau để nó hơi dài chút. Thôi thì để cho nó liền mạch thì chúng ta nghỉ giải lao bây giờ, xong đấy thì chúng ta sẽ làm một mạch cái nội dung còn lại nhé. Các em nghỉ giải lao khoảng 10 phút, khi các nội dung tiếp theo thì chúng ta điểm danh. Các em bật cao lên, hướng về màn hình. Để thầy chụp lại các cái ảnh thì điểm danh. Nha, các em tập trung theo dõi nhé. Nội dung tiếp theo. Các chú ý. Khi tính hệ siêu tính.
Thì khi tính toán hệ siêu tĩnh thì chúng ta có một số các cái vấn đề chúng ta cần phải lưu ý sau đây. Qua rất nhiều các cái ví dụ và các cái bài tập mà các em đã làm rồi, các em đã được thầy hướng dẫn rồi, thì chúng ta nhận thấy một số các cái vấn đề như sau và chúng ta cần phải lưu tâm. Đầu tiên là đối với các bài toán siêu tĩnh thì chúng ta thấy là chúng ta phải tính toán rất là nhiều. Đấy, phải thực hiện rất nhiều các cái phép tính. Và vì vậy chúng ta rất dễ mắc phải hai cái thứ này. Thứ nhất, đấy là sai số. Này, chúng ta tính toán, chúng ta cứ làm tròn. Đấy, rồi sao sai số nó cộng dồn lại. Đấy, vấn đề sai số là một cái vấn đề rất khó để chúng ta tránh được. Đấy, rất khó để chúng ta tránh được. Nhưng mà chúng ta cũng phải để tâm, chúng ta khống chế cái sai số trong một phạm vi nào đấy, trong một phạm vi có thể chấp nhận được nha. Đây, cái thứ hai mà chúng ta cũng rất dễ mắc phải, đấy là sai lầm. Sai số thì là khó tránh khỏi, đúng không? Và chúng ta chấp nhận sai số ở trong một trường mực nhất định. Đấy, còn sai lầm thì là không được rồi, đúng không? Sai lầm tức là làm sai để tính toán ra kết quả không đúng. Đấy, thì sai lầm là cái mà chúng ta không chấp nhận được. Đấy, chúng ta phải tuyệt đối tránh cái sai lầm nha. Còn sai số thì chúng ta cố gắng chúng ta khống chế trong một phạm vi nhất định. Còn sai lầm thì phải tuyệt đối tránh nha. Thì còn gặp sai mắc phải sai lầm thì là không được rồi nha. Rồi, thì ở trong cái phần này thì thầy sẽ hướng dẫn các em một số cái cách để chúng ta, thứ nhất là khống chế sai số, thứ hai là một số các cái cách để chúng ta giảm thiểu cái khả năng mà chúng ta mắc phải cái sai lầm nha. Nào, thì đầu tiên là liên quan đến cái vấn đề sai số. Sai số thì trong quá trình học của chúng ta, thì yêu cầu các em tính toán thì chúng ta chấp nhận sai số ở một cái chừng mực tương đối là như thế này. Nghĩa là khi tính toán, các em lấy chính xác cho thầy. Đây là nói là trong quá trình học thôi nhé, quá trình học cái môn này thôi. Đấy, trong quá trình học làm bài tập lớn, rồi các cái bài kiểm tra, bài thi của cái môn này, thì các em lấy cho thầy, khi mà tính toán này, các em làm tròn thì các em lấy kết quả cuối cùng, chính xác đến hai chữ số sau dấu phẩy. Chính xác tới hai chữ số sau dấu phẩy. Tuy nhiên là cái này nó cũng có tính chất tương đối thôi. Còn cái làm tròn này này thì nó còn phải tùy thuộc, vào hệ đơn vị mà các em dùng. Hệ đơn vị mà chúng ta sử dụng nha. Đấy, cho nên là cái này là sơ bộ là như vậy nha. Nghĩa là yêu cầu sơ bộ là tính chính xác đến hai chữ số sau dấu phẩy. Trừ một vài các cái trường hợp đặc biệt thì các em phải lấy nhiều chữ số sau dấu phẩy hơn. Ví dụ như thế này. Các em dùng hệ đơn vị lực là kilonewton nhá. Hệ đơn vị là cm thì bình thường không có vấn đề gì. Với cái hệ đơn vị này thì các em cứ lấy chính xác hai chữ số sau dấu phẩy. Cái này thì ngon, không có vấn đề gì trong các cái bài tập nha. Rồi cái hệ đơn vị nếu là kilonewton, còn chiều dài các em lấy là mm thì các em lấy hai chữ số sau dấu phẩy cũng ok, không có vấn đề gì. Đấy, không vấn đề gì. Nhưng mà các em lấy hệ đơn vị là kilonewton, chiều dài là mét. Đấy, thì cái này phải chú ý này, phải đặc biệt chú ý này. Đấy, là khi mà chúng ta dùng cái hệ đơn vị này, chiều dài các em lấy là mét. Đấy, khi mà các em tính chuyển vị ra thì chuyển vị trong hệ nó khá là nhỏ thôi. Nhiều trường hợp nó không đến 1 mm. Nó chuyển vị nó có không phải mấy mm thôi. Đấy, hoặc là nó vài mm thôi. Đấy mà các em lấy chỉ sau dấu phẩy có 0,1 như thế này. Đấy, thì là không ổn.
Đấy, tính chuyển vị. Đấy, hai chữ số sau phẩy là không ổn, đúng không? Nó chỉ có 0,0001 đấy chẳng hạn. Đấy, mà các em làm tròn hai chữ số dấu phẩy thì nó bằng không mất, đúng không? Thì là không ổn nhá. Đấy, nếu mà đơn vị chiều dài của em là cm, đúng không? Thì lấy 0,01cm thì cũng là ổn rồi nhá. Còn mm thì lại càng ổn hơn nữa. Nhưng mà với mét thì đấy, khi mà tính các cái chuyển vị thì nếu mà các em làm tròn hai chữ số dấu phẩy thì nó bằng không hết nhá. Nhiều cái là nó bằng không hết nhá. Nghe cái chuyển vị tính ra nó không thể lên tới hàng mét được, nó chỉ là mm hoặc cm thôi. Đấy, cho nên là chúng ta phải để ý nhá. Đấy, nếu mà là hệ đơn vị là kilonewton mét, mà cái hệ đơn vị này là chúng ta lại rất hay dùng này. Đấy, thì khi tính toán về mặt nội lực, nhá, vẽ các biểu đồ nội lực thì các em lấy hai chữ số sau dấu phẩy vẫn ok nhá. Nhưng mà chú ý là các cái tính chuyển vị nhá, các cái nào mà nó nhỏ quá thì chúng ta phải lấy nhiều chữ số dấu phẩy lên nhá. Đấy, rồi tuy nhiên là nó có một cái vấn đề nữa là sai số nó cộng dồn, sai số nó cộng dồn. Đấy, kết quả cuối cùng mà chính xác hai chữ số sau phẩy, nhưng mà trong quá trình làm các em cũng cứ làm tròn lên hai chữ số sau phẩy, đến cuối cùng cộng dồn ra thì kết quả cuối cùng sai số nó sẽ khá là lớn. Đấy, thì nó có một cái quy tắc, nó có một cái quy tắc như thế này thì chúng ta cũng để ý này. Tức là muốn tính kết quả cuối cùng chính xác tới n chữ số sau dấu phẩy thì trong quá trình tính toán các em phải lấy chính xác tới n cộng 2 chữ số sau dấu phẩy. Đấy, phải lấy chính xác tới n cộng 2 chữ số sau dấu phẩy. Nghĩa là ví dụ ở đây muốn kết quả cuối cùng nó chính xác đến 2 chữ số sau dấu phẩy thì trong quá trình tính toán, trong quá trình tính toán thì chúng ta phải lấy chính xác tới 4 chữ số sau dấu phẩy. Này, 4 chữ số sau dấu phẩy. Và chỉ riêng cái kết quả cuối cùng thì là làm tròn lấy 2 chữ số thôi. Nhá. Còn trong quá trình làm, ví dụ như là chúng ta làm phương pháp lực, nhá, vẽ các biểu đồ lực rồi nhân biểu đồ thì các em phải lấy chính xác tới 4 chữ số sau dấu phẩy. Đấy, để cái kết quả cuối cùng nó chính xác tới 2 chữ số sau dấu phẩy. Nhá. Rồi, nói tóm lại là cho nó dễ nhớ thì các em nhớ là chúng ta cứ lấy 4 chữ số sau dấu phẩy nhá, 4 chữ số sau dấu phẩy. Đấy. Mà lấy 4 chữ số sau dấu phẩy thì cơ bản cái câu chuyện mà thầy vừa nói lúc nãy đấy. Đấy là cái chuyển vị mà hệ đơn vị là mét đấy thì cơ bản là nó cũng ổn. Đấy, cơ bản là nó cũng ổn. Còn tất nhiên là các em lấy nhiều chữ số sau dấu phẩy hơn nữa thì càng tốt. Càng tốt nhá. Đấy, nhưng mà cũng không yêu cầu chính xác quá nhiều như vậy nhá. Chỉ cần đến 4 chữ số sau dấu phẩy là được rồi. Đấy, nhớ nhá. Khi làm thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể làm tròn, đừng để phân số nhá. Cứ các em cứ chia ra xong rồi các em làm tròn số mà tính thôi nhá, không cần phải để phân số. Để phân số tính toán nó phức tạp nhá. Đấy, cứ bấm máy tính ra và làm tròn số để tính toán. Đấy, thì là cái điều đầu tiên là liên quan đến sai số nhá, liên quan đến sai số. Rồi, cái thứ hai là liên quan đến sai lầm này. Sai lầm làm sao để tránh cái sai lầm, tránh các cái sai lầm thì đó, chúng ta tính toán nó phải cẩn thận thôi nhá. Và làm đến bước nào thì chúng ta phải kiểm tra cái bước đấy, làm đến bước nào kiểm tra bước đấy. Ví dụ như vẽ các biểu đồ đơn vị thì vẽ xong rồi thì chúng ta phải kiểm tra xem là chúng ta có vẽ nhầm hay không nhá. Rồi trong cái sách của các em ấy, trong cái sách học kết cấu tập 2 ấy, thì ở cái nội dung 5.5 nó có đưa ra một số các cái cách gọi là các cái cách kiểm tra kết quả. Đấy, một số các cái cách kiểm tra kết quả nhá. Đấy, một số các cái cách kiểm tra kết quả thì các em có thể tham khảo thêm trong tài liệu nhá, tham khảo cái nội dung này trong tài liệu. Thì cái phần này ở trong sách người ta trình bày rất là kỹ rồi, các em đọc thêm ở trong sách nhá. Tuy nhiên là nó cũng mang nặng tính chất lý thuyết, nhưng còn thực tế là áp dụng các cái cách đấy thì cũng không nhiều nhá. Đấy, thì các em đọc xong các em chắt lọc ứng dụng được cái cách nào thì ứng dụng nhá. Đấy, như thầy cũng bảo trước là
không ứng dụng được nhiều. Đấy, chủ yếu là chúng ta phải cẩn thận và thành thạo. Đấy, cẩn thận là một, thành thạo là hai. Khi mà chúng ta thành thạo rồi thì chúng ta sẽ ít mắc các cái sai lầm. Đấy, thành thạo, muốn thành thạo thì làm gì? Làm nhiều bài tập vào. Yeah, làm nhiều bài tập vào, vẽ nhiều biểu đồ vào, nhân nhiều biểu đồ vào là thành thạo. Nhá. Rồi. Ngoài ra thì có một số các cái lưu ý quan trọng để chúng ta giảm bớt các cái khối lượng tính toán. Nè, có một cái cách để tránh sai lầm nữa rất là hiệu quả. Đấy là chúng ta làm giảm nhẹ khối lượng tính toán. Đó. Làm giảm khối lượng tính toán. À, giảm khối lượng tính toán thì sai số nó cũng giảm, nhá. Rồi sai lầm nó cũng giảm đi. Đấy. Ít tính thì ít nhầm, nhá. Đấy. Thì làm sao để giảm được khối lượng tính toán thì thầy sẽ hướng dẫn các em một số các cái phương pháp, các cái phương pháp để chúng ta làm giảm nhẹ khối lượng tính toán, nhá. Rồi. Thì trong tài liệu của các em thì các cái nội dung này nó trình bày cũng khá là nhiều, khá là đầy đủ. Các em đọc chi tiết thì đọc ở trong tài liệu. Ở đây thầy chỉ hướng dẫn các cái nội dung quan trọng thôi. Các cái nội dung quan trọng nhất của cái phần này. Nhá. Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải chú ý một nhỏ. Đấy là chọn hệ cơ bản hợp lý. Đấy, thì như hôm trước, các buổi hôm trước thì thầy cũng đã hướng dẫn rồi, các cái ví dụ thầy cũng đã hướng dẫn rồi, là chúng ta phải để ý cái vấn đề này một chút. Chúng ta chọn hệ cơ bản hợp lý thì đến khi tính toán thì nó sẽ đơn giản hơn. Đó, khối lượng tính toán nó sẽ giảm đi. Mà chúng ta chọn không hợp lý thì khối lượng tính toán nó tăng lên, độ khó nó tăng lên. Đó. Thì qua các cái ví dụ mà chúng ta đã làm đấy thì các em cũng đã nắm được một số các cái cách để chọn hệ cơ bản hợp lý rồi. Nhá. Đấy, sau này làm nhiều các bài tập thì chúng ta cũng sẽ có thêm các cái kinh nghiệm để chọn hệ cơ bản cho nó hợp lý nhá. Rồi, có một cái cách nữa mà chúng ta sẽ đề cập và đi sâu hơn ở trong cái nội dung này. Đấy, có thể nói nó là cái nội dung chính của cái phần này. Đấy là giảm số ẩn số khi tính toán hệ siêu tính. Giảm số ẩn số xuống thì khối lượng tính toán nó sẽ giảm xuống. Yeah. Mà giảm số ẩn số bằng cách nào? Giảm số ẩn số bằng cách nào? Thì có một số các cái cách sau đây mà thầy sẽ hướng dẫn. Nó có rất nhiều cách. Yeah. Ở đây thầy hướng dẫn một số cách thông dụng. Yeah. Một số cách thông dụng. Nha. Cách một là chúng ta dùng hệ cơ bản là hệ siêu tính. Này thì đến đây là có một cái vấn đề mà các em phải đặc biệt chú ý này, là hệ cơ bản thông thường là chúng ta chọn hệ cơ bản là chúng ta chọn hệ cơ bản tĩnh định cho nó dễ, làm. Nhưng mà không phải là nhất thiết chúng ta cứ phải chọn hệ cơ bản là tĩnh định. Chúng ta có thể chọn hệ cơ bản là siêu tĩnh. Ví dụ một bài, cái bậc siêu tĩnh của nó như thế này, chẳng hạn này. Này, lấy một cái ví dụ cho các em nhé. Một cái bài như thế này. À, bậc siêu tĩnh là mấy? Bậc siêu tĩnh là 4. 4, đúng không? Mình cái ngàm này là đủ rồi này. Hai cái gối tựa cố định này là thừa này. Thừa 4 liên kết. Hệ cơ bản là bậc siêu tĩnh là 4, đúng không? Thì các em có thể chọn hệ cơ bản bằng cách là các em chọn hệ cơ bản như thế này, loại bỏ đi 4 liên kết. Đó, thêm tải trọng mà không có lại hệ này, chả có tải trọng gì. Đó. Thì chúng ta có bài toán 4 ẩn này. X1, X2, X3, X4. Thì đây là hệ cơ bản tĩnh định. Hệ cơ bản tĩnh định 4 ẩn.
4 ăn nhá. Rồi nhưng mà không nhất thiết chúng ta phải chọn hệ cơ bản như vậy, có thể chọn hệ cơ bản như thế này, cái này vẫn giữ này, cái này thầy vẫn giữ này, nhá, bỏ mỗi cái gối này thôi. Đấy, thì nó có hai ẩn thôi. Đấy, thì trường hợp này là hệ cơ bản siêu tính, siêu tính, hệ cơ bản siêu tính. À, hệ cơ bản siêu tính thì lúc này số ẩn số chỉ là hai ẩn thôi. Siêu tính, hệ cơ bản siêu tính bậc 2. Bậc 2. Đấy, tức là hệ cơ bản nó vẫn là hệ siêu tính. Nha. Em chú ý là hệ cơ bản nó chỉ cần bất biến hình là được. Đấy, chứ còn nó tính định hay nó siêu tính đều được. Nha. Không bắt buộc nó phải là tính định. Nha. Nhưng mà thực tế nếu mà chọn hệ cơ bản nó là siêu tính thì chúng ta tính toán cái hệ siêu tính bậc 2 này này. Tính toán cái hệ siêu tính bậc 2 này nó rất là phức tạp này. Cho nên là thông thường chẳng ai chọn cái phương pháp này cả. Nha. Chẳng ai chọn cái phương pháp này cả. À, chọn cái phương pháp này giảm số ẩn đi nhưng mà lại tính toán cho cái hệ cơ bản này nó còn rắc rối hơn nhiều, cho nên hầu như chả ai chọn cái cách này. Cho nên cái cách một là nó mang tính lý thuyết, nghe thì có vẻ hay nhưng mà ít khi áp dụng được, ít khi áp dụng được. Nha. Trừ phi là cái hệ cơ bản siêu, mặc dù nó là siêu tính nhưng mà nó lại cực kỳ đơn giản. Đấy. Hoặc là chúng ta làm hai bài tập chẳng hạn, hai bài tập thì bài tập một đã giải quyết cái hệ cơ bản siêu tính này rồi, chẳng hạn đã có một cái bài riêng để tính cái hệ này rồi. Đấy, tức là chúng ta có kết quả rồi. Đấy, thì chúng ta tận dụng cái kết quả đấy để chúng ta tính ra cái bài tập số 2 à, thì được. Đấy, thì lúc đấy nó sẽ nhanh hơn bởi vì cái kết quả kia chúng ta có rồi. Nhá. Còn nếu mà tính từ đầu thì cái cách này không hiệu quả. Nhá. Đấy, nghe thì có vẻ hay nhưng mà ít khi áp dụng được, rất ít khi áp dụng được. Một số trường hợp áp dụng được đâu. Cho nên là cách đấy thì các em cũng biết vậy thôi chứ cũng hầu như là cũng không áp dụng được nha. Nhưng mà qua đấy nhớ nha, là hệ cơ bản không nhất thiết phải là tính định. Mặc dù là trong suốt quá trình học của chúng ta này, hầu như thậm chí là phải đến 99,9% hoặc là có thể nói là 100% là chúng ta chọn hệ cơ bản là chúng ta chọn hệ tính định. Và hệ cơ bản là hệ tính định. Hệ cơ bản nó có hai cái yêu cầu mà chúng ta phải đặc biệt nhớ nha. Đã nói trước rồi, bây giờ nhắc lại một chút. Là hệ cơ bản thứ nhất nó phải bất biến hình. Phải bất biến hình, không bất biến hình là không làm được nha. Nhất thiết là phải bất biến hình nha. Và yêu cầu thứ hai là phải dễ vẽ các biểu đồ nội lực. Đấy, phải dễ vẽ các biểu đồ nội lực. Yeah. Và cái hệ mà chúng ta dễ vẽ biểu đồ nội lực thì là hệ tính định. Hệ tính định thì hệ nào chúng ta cũng có thể vẽ được rồi. Yeah. Đấy. Thì cố gắng chọn làm sao cho nó dễ vẽ các cái biểu đồ nội lực. Yeah. Đấy. Và hai thứ mà chúng ta phải đặc biệt chú ý. Đấy. Đấy. Thầy thu nhỏ lại để cho các em hình dung toàn bộ cái nội dung cách số 1. Dùng cách số 1, đấy, có cần ghi chép thì ghi chép vào. Cái cách số 1 là như vậy, ít khi áp dụng được nha. Cái cách thứ 2 mới là cái cách mà chúng ta áp dụng được nhiều. Nó sẽ xử lý được mấy cái mà chúng ta vừa mới lập luận lúc trước này. Là thêm cái ngàm trượt vào thì C sẽ không có chuyển vị ngang nữa. Cái ngàm này nó sẽ giữ không cho chuyển vị ngang. C không thể sang ngang được nữa. Cái ngàm này giữ không cho sang. Nó cũng giữ không cho xoay. Nó sẽ giữ không cho xoay nữa. Đấy, như vậy là đảm bảo được anh này. Rồi, nó đảm bảo được cái anh cuối này nữa. Không ngang, không xoay. Còn chuyển vị thẳng đứng thì vẫn chuyển vị thẳng đứng được. Nha, vẫn chuyển vị thẳng đứng được. Vẫn chuyển vị thẳng đứng được. Rồi. Vẫn chuyển vị thẳng đứng được nhá. Vẫn chuyển vị thẳng đứng được. Và nó sẽ phát sinh ra các thành phần phản lực này. Thành phần phản lực thứ nhất là moment.
nó chính là cái M lúc trước của chúng ta đấy, thấy không? Và lực thứ hai nó chính là lực dọc N. Đấy, lực dọc N. Đấy, thì lúc trước là chúng ta nói là thay thế N vào này, thay thế M vào này là xong, thấy không? Đấy, thì bây giờ chúng ta thay cái việc đi tính M thì bây giờ thay bằng cái phản lực của cái gối này. Đấy, cái phản lực của cái gối này nó chính bằng M này. Đấy, là xong nhá. Rồi, phản lực theo phương ngang nó chính là N. Nó chính là N này. Thấy chưa? Như vậy thì cái nửa hệ này nó đã tương đương với cái nửa hệ ban đầu chưa? Cái nửa hệ mà vẫn nằm trong cái hệ đầy đủ ấy. Tương đương chưa? Chưa, nó còn thiếu một thứ nữa. Nó có M rồi này, nó có N rồi này. Nó đúng về các cái chuyển vị này rồi này. Đúng với các cái chuyển vị này rồi này. Nhưng mà nó thiếu cái Q nữa. Q đâu? Đấy, có M, có N rồi, thiếu Q. Thiếu Q. À, thì do cái tính chất đối xứng thì chúng ta dễ dàng nhận thấy là Q ở đây bằng 0. Q bằng 0. Vì Q nó phản xứng. Cho nên là nó phải bằng 0 thôi. Nhá. Phản xứng thì nó phải kiểu này này, qua đây nó phải bằng 0. Nhá, một bên dương, một bên bên âm. Nhá, tại C không thể có giá trị được. Có giá trị thì không thể nào phản xứng được. Nhá. Có giá trị thì chỉ có cái trường hợp là nó có bước nhảy thôi. Ví dụ C đấy nhá. Nếu mà có giá trị này thì đây, bên này dương. Bên này lại phải âm. Thì nó mới phản xứng được. Đấy, thì nó mới phản xứng được. Không thì nó không thể phản xứng được. Nhá. Đấy, và với mọi trường hợp thì cái lực cắt tại chính tại C này, là bằng 0. Lực cắt chính tại C bằng 0. Tại C là bằng 0. Nhá. Cái trường hợp này này thì là nó bằng 0 này. Cái trường hợp này thì tại C nó là không xác định. Thì đây chúng ta cũng có thể coi nó bằng 0 được. Nhá. Đấy, chúng ta cũng cho nó bằng 0 được. Rồi. Không xác định tức là chúng ta cho nó bằng mấy cũng được. Không xác định chúng ta cho nó bằng mấy được. Với vị trí mà có bước nhảy này. Nhá. Thì tại đúng cái vị trí có bước nhảy thì là lực cắt gọi là không xác định nhá, không xác định. Nhá. Hoặc là nói bằng cái khác là nó bằng mấy cũng được. Lúc đấy chỗ đấy không biết nó bằng mấy. Đấy, thì cho nó bằng 0 cũng được. Nhá. Đấy. Thì các em nhận thấy này, thì đối với cái ngàm này này. Thì rõ ràng là cái thành phần lực cắt không có cái phản lực theo phương đứng. Thì thành phần lực cắt Q là bằng 0. Đấy, Q bằng 0. Như vậy, chỉ cần thay thế cái ngàm này vào là chúng ta đã hoàn toàn có thể bỏ cái phần bên phải đi. Đấy, phần bên phải nó chỉ tương đương với cái ngàm trượt như thế này thôi. Nhá. Đấy, và chúng ta có một cái câu kết luận như thế này. Kết luận này. Đưa về sơ đồ tính toán cho nửa hệ. Bằng cách đặt tại các tiết diện bị cắt. Một ngàm trượt dưới dạng hai thanh song song. Vuông góc với trục đối xứng. À, đây trục đối xứng là nó theo phương thẳng đứng đấy. Đấy, thì cái ngàm trượt này hai thanh song song, vuông góc với trục đối xứng. Đấy, thì chúng ta sẽ được nửa hệ tương đương. Rồi, tiếp nào. Câu kết luận tiếp nào. Thực hiện tính toán cho nửa hệ tương đương. Sau đó suy ra kết quả cho nửa hệ còn lại. Đấy, như vậy thay vì chúng ta tính toán cái bài đầu tiên này, một cái hệ đầy đủ như thế này. Đây, thay vì tính toán một cái hệ đầy đủ như thế này,
Hệ đầy đủ như thế này. Hệ đầy đủ này. Thì bây giờ chúng ta chỉ tính cho nửa hệ thôi. Số thanh giảm đi một nửa, đúng không? Và ngoài ra là bậc siêu tĩnh thường là nó sẽ giảm đi. Đây, các em nhìn vào này. Bài này bậc siêu tĩnh là mấy? Bậc siêu tĩnh là mấy? À, cần một cái ngàm này là đủ thôi này. Còn lại tất cả đều thừa này. Ở đây thừa 3 này, đây thừa 2 này, đây thừa 2 này. Như vậy tổng cộng là 7 bậc. 7 bậc siêu tĩnh nha. Rồi, bây giờ nửa hệ. Nửa hệ thì cái ngàm này là cũng là đủ rồi này. Như vậy ở đây thừa 2 này. Ở đây thừa 2 này. Đấy, nó có bậc siêu tĩnh là bằng 4 nha, giảm được 3 bậc siêu tĩnh. Giảm được 3 bậc siêu tĩnh. Giảm được 3 bậc thì khối lượng tinh toán nó sẽ giảm rất nhiều. Đấy, như vậy là giảm được bậc siêu tĩnh. Nha. Vận dụng tính chất đối xứng để làm giảm khối lượng tính toán. Đây là trường hợp hệ đối xứng chịu nguyên nhân tác dụng đối xứng. Bây giờ chúng ta sang trường hợp số 2. Trường hợp số 2. Trường hợp số 2. Trường hợp 2. Trường hợp 2. Hệ đối xứng. Hệ thì vẫn phải đối xứng thôi. Chịu nguyên nhân. Nguyên nhân tác dụng đối xứng. À, không phải đối xứng, đối xứng xong rồi. Phản xứng chứ. À, phản xứng. Hệ đối xứng chịu nguyên nhân tác dụng phản xứng. Đây, kéo lại cái trên cho các em. Bạn nào mà chưa vẽ xong thì vẽ cho đầy đủ đi để chúng ta chuyển qua cái mới. Rồi, hệ đối xứng chịu nguyên nhân tác dụng phản xứng. Lấy ví dụ tiếp nha. À, chúng ta lấy lại cái ví dụ lúc trước. Chỉ thay đổi nguyên nhân đi thôi. Đó. Nào, copy cái này xuống, đỡ phải vẽ. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ thay thế nguyên nhân tác dụng để cho nó thành phản xứng. Chứ hiện tại nó đang là đối xứng. Nghe không? Phản xứng này thì cái P nó sẽ thế này. P P phản xứng. Nghe không? Cái này là phản xứng rồi. Phản xứng. Rồi, cái tiết diện ở giữa này vẫn gọi là tiết diện C nhá. Tiết diện C. C. Lập luận tương tự. Lập luận tương tự. Lập luận tương tự bài trước. Chúng ta cũng đưa về sơ đồ tính toán cho nửa hệ nhá. Nào, khoản này ghi chép để nghe thầy diễn giải đã. Hai nửa này, hai nửa này. Hai nửa này. Hai nửa. Nha, một bên là C, một bên là C phải, một bên là C, một bên là C phải. Nào, chúng ta lập luận tương tự. Lập luận tương tự. Lập luận tương tự, chúng ta xem là C có chuyển vị ngang không? Có chuyển vị ngang không? À, thêm tải trọng vào trong đây đầy đủ nhá. C có chuyển vị ngang không? Ví dụ C này chuyển vị sang phải một lượng là delta thì C phải cũng chuyển vị một lượng sang phải là delta. Đó. Rất hợp lý, không có gì mâu thuẫn lẫn nhau cả nhá. Có chuyển vị ngang. Có chuyển vị ngang. Thôi, thầy vẽ tắt cái ký hiệu này thôi nhá, đỡ phải viết chữ. Đấy, chuyển vị ngang có này. Sang ngang có. Nhá. Rồi, lên xuống có được không? Theo phương thẳng đứng, lên xuống. Lên xuống thì bắt đầu mâu thuẫn này. Lên xuống này, ví dụ cái C này xuống một lượng là delta thì do tính chất phản xứng. Đấy, anh bên trái xuống thì anh bên phải lại phải lên.
Đấy, và mâu thuẫn này chỉ giải quyết khi delta bằng 0. Như vậy là chuyển vị lên xuống là không có, không lên xuống nhá, không lên xuống. Đấy, thầy chỉ ký hiệu lên thôi nhá. Rồi có xoay được không? Xoay nào. Anh này giả sử xoay thuận chiều kim đồng hồ mà góc là phi thì do tính chất phản xứng thì anh bên trái xoay thuận thì anh bên phải cũng xoay thuận, phản xứng mà. Này, hoàn toàn hợp lý, không có cái gì mâu thuẫn cả. Như vậy là xoay tự do, xoay được này. Đấy, chuyển vị ngang được, chỉ không có chuyển vị lên xuống được thôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta giả lập nó bằng cách nào? Bỏ cái phần bên phải đi, xong giả lập nó bằng một cái liên kết gắn vào cái C này để nó làm việc giống như là đang có cái phần bên phải. Thì ở trường hợp này nó dễ hơn trường hợp trước. Đấy, chúng ta chỉ thêm vào đây một cái gối tựa di động là xong. Này, thêm vào đây một cái gối tựa di động là xong. Thêm vào đây một cái gối tựa di động là xong. Nào, tại sao lại xong? Này, chúng ta phân tích này. Thì cái gối tựa di động này gắn vào đây thì nó sẽ khiến C không chuyển vị xuống, lên xuống được. Đấy, cái gối này nó sẽ ngăn cản không cho lên xuống, đứng im theo chiều thẳng đứng. Còn chuyển vị ngang thoải mái, đúng không? Chuyển vị xoay cũng thoải mái. Đấy, nó ngăn cản mỗi cái chuyển vị thẳng đứng. Như vậy là đảm bảo được mấy cái này rồi này. Yeah. Rồi, nó đầy đủ 3 thành phần MNQ chưa? Yeah. N này, Q này, Q này, N này và moment này, M này. Đảm bảo chưa? Thì đảm bảo rồi. Đây, cái phản lực này nó chính là N. À, phản lực này nó chính là Q. Đấy, phản lực này nó chính là Q. Đấy, thầy vẽ này để cho nó đúng chiều với cái bên phải này. Đấy, phản lực này nó là Q. Phản lực của nó là Q. Còn N với M tại sao đây không có? Ở bên này có, ở bên này lại không có. Vì cái gối này nó có, nó chỉ thêm mỗi cái Q vào thôi. Còn N và M đâu? À, thì lại lập luận như ở phần trước. Đấy không? Đối xứng, cho nên là moment qua cái C này này phải bằng 0. Không? Lực dọc qua cái chỗ đấy cũng bằng 0. Bởi vì lúc đấy biểu đồ moment và biểu đồ lực dọc nó lại phản xứng. Này, phản xứng. Cho nên qua đấy là không có cái thành phần moment, không có thành phần lực dọc. Không? Và như vậy cái gối này nó phản ánh đúng các cái mà chúng ta vừa nói. Không có moment, không có lực dọc, chỉ có lực cắt. Cho chuyển vị sang ngang, cho chuyển vị xoay, không cho chuyển vị theo phương thẳng đứng. Như vậy là đảm bảo rồi. Nha. Rồi, hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể bỏ cái phần bên phải đi nha. Nào, nghe xong rồi, bây giờ đến phần ghi chép lại cho nó nhớ này. Đấy, như phần trước có nhận xét thì bây giờ chúng ta có nhận xét này. Nhận xét: hệ đối xứng chịu nguyên nhân tác dụng phản xứng. Hệ đối xứng chịu nguyên nhân tác dụng phản xứng thì đường biến dạng, biểu đồ moment, biểu đồ lực dọc là phản xứng. Đường biến dạng, biểu đồ moment, biểu đồ lực dọc là phản xứng. Còn biểu đồ lực cắt là đối xứng. Đấy, lực cắt nó lại đối xứng. Nhá. Đấy. Còn moment, còn lực dọc thì nó lại phản xứng. Là phản xứng thì chỗ này không có này, không có moment, không có lực dọc. Đấy, có mỗi lực cắt thôi. Và chúng ta thay thế bằng cái gối tựa. Này là xong nhá. Rồi, chúng ta ghi kết luận như ở phần trên nhá. Đưa về sơ đồ tính toán cho nửa hệ. Kết luận 1 này. Đưa về sơ đồ tính toán cho nửa hệ bằng cách đặt tại các tiết diện bị cắt. Một gối tựa di động
gối tựa di động. Một gối tựa di động dưới dạng liên kết thanh. Dưới dạng liên kết thanh. Dưới dạng liên kết thanh. Song song với trục đối xứng. Song song với trục đối xứng. Trục đối xứng theo phương đứng thì để đặt theo phương đứng. Trục đối xứng theo phương ngang thì đặt theo phương ngang. Rồi, kết luận thứ hai. Thực hiện tính toán cho nửa hệ. Thực hiện tính toán cho nửa hệ. Tính toán cho nửa hệ. Thực hiện tính toán cho nửa hệ. Sau đó suy ra kết quả cho nửa hệ còn lại. Sau đó suy ra kết quả cho nửa hệ còn lại. Đấy, sau này các em vẽ hình vào. Vẽ hình vào. Nha. Vẽ đầy đủ thì phần bên trái như thế thì phần bên phải nó sẽ thế này. Đấy, muốn tính phần bên trái cũng được, tính phần bên phải cũng được. Tương đương nhau. Nha. Và rõ ràng là lúc đầu bậc siêu tính nó là 7. Bây giờ bậc siêu tính của nó trong trường hợp mà nó phản xứng này, bậc siêu tính của nửa hệ nó chỉ còn lại là 3 thôi. 3 bậc siêu tính thôi. Em vẽ hình đi. Như vậy là đối với các hệ đối xứng thì chúng ta có thể lập luận, chúng ta tính toán, chỉ cần tính toán trên một nửa hệ thôi là được. Còn kết quả nửa hệ còn lại thì chỉ việc lấy đối xứng hoặc lấy phản xứng tương ứng sang là xong. Rồi, trường hợp 1 xong, trường hợp 2 xong. Nào, cơ bản nó có 2 trường hợp này thôi. 2 trường hợp này thôi, trường hợp đối xứng, trường hợp phản xứng, giải quyết xong rồi. Tuy nhiên là nó có một số các cái tình huống nó lại hơi đặc biệt một chút. Mà nếu mà chúng ta không thành thạo, chúng ta không nắm chắc thì chúng ta sẽ khó xử lý. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn một số các cái trường hợp đặc biệt. Một số trường hợp đặc biệt nha. Một số trường hợp đặc biệt. Đặc biệt. Trường hợp đặc biệt số 1. 1. Trường hợp đặc biệt số 1 là trường hợp có một số thanh trùng với trục đối xứng. Đây, trường hợp này là một trường hợp khá đặc biệt. Đây, có một số thanh nó lại trùng với trục đối xứng. À, đây, thầy lấy ví dụ này. Lấy ví dụ cho các em nhé. Trùng với trục đối xứng. Nghe mày rắc rối chứ. Đây, chẳng hạn thế này. Trục đối xứng nó nằm ở giữa này, có một thanh nó nằm ở đây, có thanh nó nằm trùng bén nó với trục đối xứng. Đây, trục đối xứng này, trục đối xứng này. Trục đối xứng này. Đây, nó nằm bén với trục đối xứng này thì xử lý thế nào? Ví dụ không có trục đối xứng thì chúng ta cắt, chúng ta thay thế bằng một cái gối tựa di động hoặc thay thế bằng một cái ngàm trượt tương ứng vào là xong. Bây giờ nó lại có thanh nó trùng vào thế này. À, trùng vào thế này thì thực ra là vẫn giải quyết như bình thường thôi. Không? Tuy nhiên là lúc này chúng ta phải cắt đôi cái thanh ở giữa ra. Đấy, những cái thanh nằm trên trục đối xứng là chúng ta phải cắt đôi ra. Những cái thanh nằm trên trục đối xứng chúng ta phải cắt đôi ra.
cắt đôi ra là xong thôi. Yeah. Thì những trường hợp như thế này này, thì các em chú ý này. Này, các cái thanh ở giữa này. Các cái thanh ở giữa nha. Các cái thanh ở giữa này. À, nó có module đàn hồi là E này. À, diện tích tiết diện là A này. À, moment quán tính là Y này. Đấy, ba thông số này là đủ đặc trưng cho cái thanh này rồi. Nghe không? Thì bây giờ chúng ta tính cho nửa hệ thì cái thanh này nó nằm trên trục đối xứng thì chúng ta buộc phải cắt đôi cái thanh này ra. Cắt đôi này thanh này ra thì bằng cách nào? Cắt bằng cách nào? Thì cắt bằng cách này này. Đấy, chúng ta thay thế tương đương cái thanh này bằng hai thanh. Thay thế bằng hai thanh đặt cạnh nhau. Cách nhau một đoạn vô cùng bé. Rồi hàn cứng nó lại với nhau. Hàn cứng hai đầu nó lại với nhau này. Nghe không? Mỗi cái thanh này thì E vẫn giữ nguyên này. Nghe không? Nhưng mà A phải chia đôi. Diện tích tiết diện chia 2. Y cũng phải chia 2. Nghe không? Bên này cũng vậy. Bên này E thì vẫn thế. Vật liệu thì vẫn thế. Mô đun đàn hồi thì vẫn vậy. Đúng không? Nhưng diện tích thì phải chia đôi. Moment quán tính cũng phải chia. Chia đôi. Đấy, chúng ta chia làm hai thanh thôi, chúng ta cắt nó sao? Nha, đấy, thanh này thì nó thế này này. Thanh này thì nó thế này. Đấy, thay thế tương đương. Rồi, thế bây giờ thì chúng ta thay vào đây thì chúng ta cắt nó thôi. Nha. Như vậy thì bây giờ thay vào. Thay vào đây. Đấy, vẽ ra một cái hình mới, hình mới tương đương nhá. Thầy thì rất tiện, thầy chỉ gật sao chép ra cái là xong. Rồi. Đó cái thanh này đi. Bây giờ thay bằng hai thanh. Hai thanh thầy vẽ bằng mực đỏ cho nó khác đi nhá. Đấy, hai thanh nha. Thay vì một thanh bây giờ nó là hai thanh. Hai thanh. À, đặt cách nhau một đoạn vô cùng bé. Đây là thầy vẽ to ra để dễ nhìn thôi. Đấy. Và lúc này cái trục đối xứng nó ăn vào giữa đấy này. Thì bây giờ chẳng còn cái thanh nào trùng với trục đối xứng nữa. Chú ý nhá, ở hai đầu này là hàn một mối hàn tuyệt đối cứng này. Hàn này. Nha. Cái này thì là A trên 2 Y trên 2. Nha. Cái này A trên 2 Y cũng trên 2 nốt. Một nữa. Nha. Cái này cũng vậy, A trên 2 Y trên 2. Nha. Cái này cũng vậy, A trên 2 Y trên 2. Đấy, biến đổi tương đương. Biến đổi tương đương hai cái hệ này. Đấy, tương đương. Tương đương. Biến đổi tương đương rồi. Bây giờ ra cái hình ở phía dưới rồi. Mà ra cái hình phía dưới rồi thì lúc này thì không còn thanh nào trùng với trục đối xứng nữa. À, những thanh trùng được những cái thanh mà trùng với trục đối xứng thì chúng ta bằng cái thủ thuật này, chúng ta lại biến trở về cái trường hợp không còn thanh nào trùng với trục đối xứng. Và lúc này chúng ta cắt như bình thường đó. Nhá. Đưa về sơ đồ tính cho nửa hệ như bình thường. Như bình thường. Như bình thường. Đưa về sơ đồ tính cho nửa hệ như bình thường. Nghĩa là chúng ta cứ cắt ra, chúng ta thay thế vào. Đây, đây làm thử luôn cho các em nhé. Thử luôn cho các em. Làm thử luôn nhé. Lại cọp cái này xuống này. Lại cọp cái này xuống này. Đầu nha. Bỏ cái nửa hệ bên phải đi. Xóa nó lại xóa mất thôi. Đánh vẽ lại vậy.
Đây. Một nửa. À. Một nửa. Một nửa. Đây, cắt đi, giữ lại một nửa. Để thay cái bên trái này. Giả sử đây là nó chịu lực tác dụng đối xứng nhá. Giả sử là đối xứng, giả sử trường hợp này là đối xứng này. Đấy, đối xứng thì chúng ta thay cái ngăn trượt vào đây là sao? Thay vào cái chỗ mối hàn này này. Mối hàn tuyệt đối cứng này. Đấy, đấy là sao? Đấy, nó có một cái đoạn tuyệt đối cứng nhỏ nhỏ này, vô cùng bé này. Đấy, thay cái ngăn trượt vào đấy. Đấy là sao? Nhá. Còn cái chỗ ở phía dưới này này thì các em có thêm cái ngàm trượt vào thì nó kết hợp với cái ngàm cứng này thì nó cũng trở thành cái ngàm cứng thôi. Nó ngăn cản cả ba thành phần chuyển vị. Cái ngàm cứng này nó ngăn cản cả ba thành phần chuyển vị rồi. Chúng ta chẳng cần phải thêm cái gì vào đây nữa. Nó đứng im ở đấy thôi. Rồi còn trường hợp phản xứng, trường hợp phản xứng thì cũng tương tự thôi. Phản xứng này. Phản xứng thì làm gì? Thêm cái gối tựa di động vào là sao? Này, chưa phản xứng. Phản xứng. Phản xứng thì đưa về nửa hệ bằng cách này. Này, có một cái đoạn tuyệt đối cứng nhỏ nhỏ xíu xíu ở đây này. Đấy. Rồi, đấy là cái trường hợp đặc biệt thứ nhất. Trường hợp thứ nhất là có một số thanh trùng với trục đối xứng. Thì chúng ta nhớ cái cách này. Đấy, thay thế tương đương, thay thế một thanh bằng hai thanh đặt sát nhau. Nhá, chú ý là diện tích tia diện chia đôi. Moment quán tính cũng phải chia đôi cả hai thứ nhá, chia đôi đều nhá. Đấy, chia đôi cho nó đều. Chia đôi cho nó đều. À, thì nhân cái chuyện chia đôi này thì có một cái cũng nhắc với các em luôn này. Không là chúng ta rất hay nhầm ở chỗ này này. Ví dụ nhá, đây thầy vẽ dạng 3D nhá. Cái thanh ở trục đối xứng nó như thế này. Này, chẳng hạn cái thanh nó như thế này. Nó cái cột đấy. Đấy. Thì chúng ta bây giờ cắt đôi ra thì chúng ta cắt như thế nào? Chẳng hạn nó có một cái thanh ngoài thực tế nó như thế. Thì bây giờ cắt đôi cái thanh này ra, cắt bằng cách nào? Chả cái thanh là bằng gỗ đi, bây giờ chúng ta chia đôi độ cứng ra, thì chúng ta cưa như thế nào, cắt như thế nào? Thì có hai cách, theo các em thì cắt theo cái cách nào nhá? Này, cái cách đầu tiên mà mọi người nghĩ đến đây là cắt đôi mỗi bên một nửa thế này, cưa đôi ra. Đấy. Cách thứ nhất. Cách thứ hai. Cách thứ hai thầy lấy màu khác thầy vẽ. Cách thứ hai là cắt theo này. Cắt theo này. Đấy, xong rồi tách ra hai bên. Đấy, thì cắt theo cách nào? Hay là muốn cắt cách nào thì cắt? Đấy, thì chú ý là trong hai cách này có một cách là sai, hoàn toàn sai. Nha, có một cách hoàn toàn sai. Nào, theo các em là cắt theo cách nào? Cách này là cách 1 này. Nha, này là cách 2 này. Nha, thì các em chú ý này. Là chúng ta, mục đích chúng ta cắt là chúng ta phải làm sao? A phải chia đôi. Nha, và quan trọng là cái này này cũng phải chia đôi này. Này cũng phải chia đôi này. Đấy. Thì hai cái cách cắt này thì A đều chia đôi cả, tức là diện tích tiết diện chia đôi. Cái nào thì cũng chia đôi diện tích tiết diện cả, đúng chưa? Đấy, cũng chia thành hai hình, hình chữ nhật cả, đúng không? Nhưng mà cái Y này này, cái Y này thì lại khác nha. Cái Y là khác. Y trong trường hợp mà tiết diện là hình chữ nhật thì Y bằng cái gì? Bằng BH mũ 3 trên 12. Cái này là kích thước của sức bền vật liệu, đúng không? Đấy. Như vậy chúng ta muốn chia đôi Y thì chúng ta chỉ chia đôi cái B này là được, và nó sẽ chia đôi,
Nhưng mà nếu mà bạn nào mà lại chia đôi cái hát này thì không phải là chia đôi mà là chia 8. Nếu mà cắt theo phương hát, tức là cắt hát làm đôi, thì lúc đấy không phải là chia 2 mà là chia 8, vì hát có mũ 3 mà. Đấy, không được. Như vậy cái cách số 1 này này là cái cách cực kỳ sai này. Cách số 1 là cách rất sai. Lúc đấy không phải là chia đôi thanh, nó chỉ chia đôi theo diện tích tiết diện thôi. Còn về moment con tính thì nó chia 8. Chia 8, không đúng. Như vậy là phải cắt theo cái cách số 2 này này. Đấy, cách số 2 này. Để nó giữ cái chiều hát này, cái hát này phải giữ này. Đây là hát này. Đây là B này. Đấy, chia đôi B. Chia đôi B, cắt theo B. B cắt đôi, còn hát giữ nguyên. Đấy, nếu mà hát cắt đôi là nó giảm, Y nó giảm đến 8 lần, không đúng. Đấy, và đặc biệt chú ý nha. Đấy, sau xây nhà mà cắt đôi giảm khả năng chịu lực một nửa thì các em phải chú ý nhá. Đấy, giảm A thì dễ, nhưng giảm Y thì phải để ý. Là cắt theo B, nếu cắt theo H là nó giảm theo số 3 đấy, phải để ý nhá. Đấy, ngoài lề một chút thôi nhưng mà rất hay nhầm đấy, phải để ý. Rồi, đấy là cái trường hợp đầu tiên. Trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai. Trường hợp đặc biệt thứ hai. Trường hợp đặc biệt thứ hai là trường hợp liên kết nằm trên trục đối xứng, không phải liên kết hàn, không phải liên kết hàn. Cái này nó là như thế nào? Đây thì thầy lấy ví dụ cho các em. Nào, trường hợp liên kết nằm trên trục đối xứng, không phải là liên kết hàn, thì từ đầu đến giờ chúng ta thấy là các cái liên kết, tức là các cái vị trí C từ lúc đầu chúng ta nói, đó là cái chỗ mà chúng ta cắt ra thì đều là liên kết hàn cả. Đấy. Nhưng có những trường hợp nó không phải là liên kết hàn thì làm thế nào? Đây, lấy một ví dụ này. Nó đối xứng, tại vị trí đối xứng nó lại là liên kết khớp. Nó lại là liên kết khớp. Làm thế nào? Đấy. Thì thầy sẽ hướng dẫn xử lý cái tình huống này. Đấy là cái trường hợp đặc biệt thứ hai mà chúng ta để ý đến. Này, thì cách xử lý như sau. Cách xử lý như sau. Cách xử lý như sau. Em ghi này, ghi cho nó nhớ này. Trong trường hợp này, sau khi đưa về sơ đồ cho nửa hệ như bình thường. Sau khi đưa về sơ đồ cho nửa hệ như bình thường. Ta phải thêm các điều kiện. Ta phải thêm các điều kiện thể hiện tính chất. Điều kiện thể hiện tính chất của các liên kết nằm trên trục đối xứng. Thêm các điều kiện thể hiện tính chất của các liên kết nằm trên trục đối xứng. Này, thì có mấy cái điều kiện, các em nhớ mấy cái điều kiện như thế này này. Ví dụ liên kết khớp như thế này thì các em phải thêm một cái điều kiện vào là xoay tự do. Liên khớp thì xoay tự do nhá. Thì lúc này các em để ý này, C nó ở bên này này. Đấy, bây giờ nó lại tách ra làm hai nha. C phẩy nó lại nằm bên này. Đấy, và C phẩy là xoay tự do với nhau. Như lúc trước là chúng ta lập luận này là nếu đối xứng thì C mà xoay thuận chiều kim đồng hồ thì C phẩy cũng phải xoay thuận chiều kim đồng hồ theo. Nhưng bây giờ nó có cái khớp ở giữa rồi. C xoay thuận chiều kim đồng hồ thì C phẩy nó thích xoay ngược, thích xoay thuận, kệ nó, chả ảnh hưởng gì đến nhau cả. Đấy, như vậy là cái tính chất của cái liên kết khớp này là xoay tự do. Hai cái tiết diện quy tụ tại khớp là xoay tự do. Muốn xoay trời xoay đất gì xoay. Đấy, nghĩa là sau khi mà chúng ta đưa về sơ đồ cho nửa hệ như bình thường, chúng phải thêm cái điều kiện là xoay tự do vào. Rồi, trường hợp nó là cái này thì sao? Đấy, cái liên kết nó nằm ở đây, để thầy vẽ thế này để các em
nhìn trông nó dễ hình dung hơn này. Này, tại trục đối xứng nó không phải là liên kết khớp mà nó lại là một liên kết thanh, hoàn toàn có thể được, đúng không? Đấy. Đấy. Thì lúc này cái anh C nó lại ở đây này, anh C phẩy nó lại ở phía dưới này. C phẩy này. Đấy, và rõ ràng là C và C phẩy xoay tự do, đúng không? C và C phẩy chuyển vị ngang tự do, C sang phải, C phẩy sang trái, thoải mái, không có gì ngăn cản cả, chỉ có lên xuống thì vẫn phải lên xuống cùng nhau nhá. Đấy, chỉ còn sang ngang thì tự do, xoay cũng tự do nhá. Còn cái anh liên kết khớp ở trên này này, đấy, thì nói cho nó đầy đủ hơn này, thì là lên xuống là phải lên xuống cùng nhau, sang trái sang phải thì vẫn phải sang cùng nhau, chỉ có xoay là không cần cùng nhau thôi. Đấy, thì thêm một cái giác xoay tự do. Còn cái này thì thêm này, xoay tự do này, thấy không? Sang ngang tự do. Đấy, phải thêm hai thứ. Đấy, cái anh này nó lại hai thứ liền, xoay tự do rồi sang ngang tự do. Rồi tiếp theo có, chúng ta vét hết các trường hợp. À, có cái trường hợp mà cái liên kết nó nằm ở ở đây, nó lại thế này, nó lại là một cái ngầm trượt kìa. Đấy. Này C này trên này, C phẩy này ở dưới này. Cái này thì các em nhìn thấy này, là lên xuống là phải lên xuống cùng nhau, C và C phẩy là lên xuống cùng nhau, đúng không? Sang ngang thì tự do, C và C phẩy sang ngang tự do, anh C sang phải, anh C phẩy sang trái, thoải mái, không có gì ngăn cản cả. Nhá, xoay thì vẫn phải xoay cùng nhau, vì nó là cái ngả. Anh C này xoay thuận chiều kim đồng hồ thì anh C phẩy cũng phải xoay thuận chiều kim đồng hồ theo, không thể khác được. Nhá, như vậy thì cái trường hợp này chúng ta chỉ cần thêm một cái điều kiện thôi, là sang ngang tự do. Đấy, chỉ thêm được mỗi cái sang ngang tự do thôi. Rồi, trường hợp nữa là nó, cái ngầm trượt nó lại nằm ngang như này. Đấy. Thì tương tự, cái này là lên xuống tự do. Lên xuống tự do. Rồi. Để cho nó đầy đủ thì thêm cái này vào nữa này, là cái liên kết thanh mà nó lại nằm ngang cái này. Đấy, cái thanh nằm ngang, bổ sung vào cho nó đủ. Thì cái này vẫn là xoay tự do này. Đấy, và lên xuống tự do. Đấy, tính chất của từng cái liên kết thầy đã liệt kê ở đây. Đấy, sau khi các em đưa về sơ đồ như bình thường thì các em thêm cái tính chất tương ứng vào là xong, thêm cái tính chất tương ứng này vào là xong. Đấy, ghi che vào xong rồi thầy lấy ví dụ cho, này lấy ví dụ cho, đây lấy ví dụ cho luôn này. Cái trường hợp đơn giản nhất mà chúng ta vừa mới làm ở trên này, vừa mới nhìn thấy ở cái hình trên này, hệ đối xứng chịu nguyên nhân tác dụng đối xứng đi chẳng hạn, đối xứng này. Bây giờ đưa về nửa hệ như thế nào? Rồi, các em cho mấy phút để các em ghi chép lại cho nó rõ ràng đi đã. Bây giờ đưa về nửa hệ của cái này nhá. Nửa hệ này, bỏ một nửa đi, nhá.
Bình thường là chúng ta đưa về như thế này đúng không? Đưa về như thế này. Thêm cái ngàm trượt. Cái ngàm trượt này nó có tính chất gì? Không cho sang ngang. Sang ngang cấm. Nha. Lên xuống thì tự do. Và xoay thì không được xoay. Không được xoay. Nha. Nhưng mà bây giờ nó có cái khớp này này. Thì chúng ta phải thêm cái điều kiện thể hiện cái tính chất của cái khớp này vào. À, cái khớp này chúng ta phải thêm cái điều kiện gì? Xoay tự do. Đấy, như vậy là phải ba cái này cộng thêm cái xoay tự do nữa. Đấy, cộng thêm cái xoay tự do nữa. Thì nó bằng cái gì? Nó bằng sang ngang vẫn cấm này, không được sang ngang này, lên xuống tự do này, nhá, và xoay tự do. Đấy, xoay tự do. Cho nên nó suy ra cái nửa hệ của chúng ta đúng là nó phải là như thế này. Nào. Sang ngang không được thì nó là cái này này. Sang ngang không cho sang ngang. Lên xuống thì tự do, xoay cũng tự do. Nào. Cái này thì là không cho xoay này, nhưng cái này thì xoay tự do. Đấy. Như vậy bây giờ đưa về nửa hệ. Nửa hệ của nó là cái này này. Cái này mới là cái nửa hệ tương đương này. Cái này mới đúng này. Đấy. Nghĩa là lúc này chúng ta phải làm hai bước. Cái này là bước 1. Bước 1. Bước 1 thì chúng ta vẫn cứ bình thường. Đến cái này là bước 2. Bước 2. Từ bước 1 sang bước 2. Đấy. Đưa về nửa hệ như vậy. Các trường hợp còn lại thì các em thực hiện tương tự. Các em thực hiện tương tự. Đây, lấy thêm một ví dụ nhé. Lấy thêm một ví dụ này. Đây, nhiều thứ. Nhiều thứ. Cái này là khớp này. Cái này là thanh này. Trượt này. Hệ này phản xứng đi. Phản xứng. Ví dụ đối xứng rồi. Bây giờ chúng ta làm phản xứng đi. Bây giờ nửa hệ nó như thế nào? Nửa hệ này. Bỏ một nửa đi này. Bỏ một nửa đi nhá. Bỏ một nửa. Bỏ một nửa. Thì cái đầu tiên nó là mối hàn. Thì chúng ta thêm mối tựa di động như bình thường. Nhớ là gối tựa di động thì nó có cái gì nào? Sang ngang tự do này. Lên xuống thì cấm này. Cấm này. Đấy không? Xoay thì tự do này. Đấy, nó đã có sẵn mấy cái này rồi này. Đấy, bây giờ thêm được cái gì thì thêm. Đến cái thứ hai là nó là khớp này. Nó là khớp này. Khớp thì chúng ta thêm cái xoay tự do. Xoay tự do thì bản chất nó đã xoay tự do rồi. Chả thêm được cái gì. Vẫn thế. Đấy không? Tức là thêm được cái xoay tự do vào đây. Cái xoay tự do đây nó có sẵn rồi. Đến cái này. Đấy, đến cái này thì thêm được xoay tự do này. Đấy, thêm được cả cái sang ngang tự do. Thì hai cái này nó cũng có sẵn rồi. Cho nên là cái chỗ này nó vẫn thể chả thêm được cái gì. Rồi, đến cái thứ ba này. Đấy, cái thứ ba này là cái ngàm trượt như thế này. Ngàm trượt này thêm được cái gì? Thêm được mỗi một cái sang ngang tự do thôi. Thì sang ngang tự do nó cũng có sẵn rồi. Vậy cũng chả thêm được cái gì. Đấy, nó vẫn thế. Nhá, vẫn thế. Vẫn thế. Rồi. Tiện thể cái hình ở đây thì thầy làm luôn cho các em cái trường hợp mà nó đối xứng. Nhá, đối xứng. Đối xứng. Phản xứng xong rồi, bây giờ đến đối xứng. Bây giờ đến đối xứng. Nha, cái này là nửa hệ của phản xứng. Nha. Bây giờ nửa hệ của đối xứng nhá. Nửa hệ của đối xứng này.
Đây, cái này là ngàm trượt. Các điều kiện của nó là gì nhỉ? Không được sang ngang. Không được sang ngang. Lên xuống tự do. Và không được xoay. Đấy, cái này nó cấm cản hơi nhiều. Đấy, bắt đầu chúng ta thêm vào. Rồi. Đến cái bên này là nửa hệ đối xứng nhá. Cái này là phản xứng của bài trước nhá. Bài trước nhá. Cái khớp thì nó thêm được cái xoay tự do. Đấy, thì ở phần trước chúng ta làm rồi, thì chúng ta biến này nó ra thế này rồi. Rồi, đến cái này. Cái này thêm được hai thứ. Sang ngang tự do. Xoay tự do. Đấy, sang ngang tự do, xoay tự do. Thì nó thành cái gì? Này, nó thêm cả sang ngang này. Nó thêm cả xoay này. Đấy, thì tổng hợp lại thì là sang ngang được này, lên xuống được này, xoay được này, tất cả đều tự do. Tất cả đều tự do thì nó trở thành một cái đầu tự do. Không có cái liên kết gì ở đấy cả. Nhá. Đấy, không có cái gì ở đây cả. Hoàn toàn tự do. Rồi, đến cái thứ ba này. Cái thứ ba này là cái ngàm trượt thì nó thêm được cái sang ngang tự do. Sang ngang tự do thôi. Nó chỉ có cái sang ngang tự do thôi. Đây, đầu tiên là ba thế này cộng thêm cái sang ngang tự do. Đấy, thì kết hợp lại thì cuối cùng nó chỉ còn lại là không cho xoay. Không cho xoay. À, thì cái liên kết nào mà nó lại không cho xoay? Nó cho lên xuống, nó cho sang ngang, nhưng mà nó lại không cho xoay. Thì cái liên kết này đến chương 6 thì các em sẽ được học. Cái này nó hơi lạ một chút. Gọi là liên kết moment. Moment. Một cái loại liên kết moment mà học kết cấu từ đầu đến giờ thì chúng ta cũng chưa đề cập tới. Liên kết moment là cái loại liên kết nó chỉ ngăn cản mỗi xoay thôi. Chỉ chống xoay thôi, không chống lên xuống. Không chống sang ngang. Đấy. Còn nếu mà vẽ cẩn thận ra thì nó hơi rắc rối một chút, nó thế này này. Vẽ về mặt cấu tạo nha. Thì nó thế này. Hơi rắc rối một chút đấy. Hai cái ngàm trượt gắn với nhau mới được. Mới tạo ra được cái này. Cái liên kết moment này nó hơi rắc rối. Hai ngàm trượt. Đấy, gắn vào này. Nó mới giả được cái liên kết moment. Nè. Đây, thầy phóng to cái này lên cho các em xem nhá. Nào, rõ ràng là nó có lên xuống được không? Lên xuống được không? Thì rõ ràng lên xuống được, nó sẽ trượt hai cái thanh này, nó sẽ nghiêng đi này. Thì nó sẽ lên xuống được này, lên xuống được này. Lên xuống được này. Đấy, có sang ngang được không? Sang ngang thì nó sẽ trượt theo hai cái thanh này này. Hai thanh này nó nghiêng đi này, cho nên nó sẽ cho sang ngang rồi. Sang ngang được này. Đấy không? Đấy, xoay thì không được. Xoay thì không được. Xoay thì không được. Xoay thì không được. Vì sao? Vì nếu anh này xoay một góc nhá, phi nhá, thì anh này cũng phải xoay theo. Đúng không? Anh này cũng phải xoay, xoay theo. Đất cũng phải xoay theo. Mà đất không xoay được, cho nên nó sẽ phát sinh một cái phản lực moment, đẩy lại, không cho xoay nữa, cấm không cho xoay. Đấy. Như vậy là không xoay được. Tất cả cái này không xoay được. Không xoay được. Không xoay được. Đấy. Và cả cái liên kết này này, người ta gọi là liên kết moment. Moment chỉ phát sinh một thành phần phản lực là moment. Còn chuyển vị ngang là tự do, chuyển vị thẳng đứng là tự do. Nhớ lấy cái liên kết này. Đến chương 6 chúng ta sẽ dùng nó rất nhiều. Đấy, thì đấy là toàn bộ những cái liên quan đến vận dụng tính chất đối xứng của hệ. Và thông qua cái vận dụng tính chất đối xứng của hệ thì chúng ta giảm được khối lượng tính toán. Giảm được khối lượng tính toán, chúng ta chỉ cần tính cho một nửa. Và số ẩn số nó sẽ giảm xuống. Đây là toàn bộ các cái nội dung đấy. Nào, tua lại từ đầu nào. Đây là cái mục 4 nhỏ này. Các chú ý khi tính hệ siêu tính. Đấy, phần sai số và sai lầm chúng ta phải để ý. Rồi, nhớ cái phần chọn hệ cơ bản hợp lý nha. Và thực chất cái mà chúng ta nói nhiều, đề cập nhiều đến, đấy là
cái vận dụng tính chất đối xứng của hệ nha, vận dụng tính chất đối xứng của hệ. Đấy, các em phải để ý khi gặp bài nào mà nó có cái các cái cấu kiện nó bố trí đối xứng thì chúng ta nghĩ ngay đến cái tình huống là chúng ta cắt đi một nửa, chúng ta tính cho một nửa thôi. Đấy, cắt đi một nửa thì chúng ta phải đưa về tính toán cho một nửa hệ tương đương như cái cách mà thầy đã hướng dẫn. Rồi, chúng ta kết thúc cái phần này ở đây. Đó là toàn bộ nội dung của buổi học ngày hôm nay. Các em chú ý nhé, là bắt đầu từ tuần này là chúng ta có thêm một buổi nữa vào ngày thứ sáu, đúng không? Đấy, thì các em để ý là thứ sáu chúng ta có một buổi nữa nhé. Thôi, hết giờ rồi, các em nghỉ.